Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay vào những ngày tháng 11 năm 2023, hiện nay mình đang có mặt tại một cái khu dự án tái định cư Thống Nhất Tân Mai để có thể cập nhật tình hình tiến độ thi công dự án này triển khai đến đâu. Thì thời gian qua thì có rất nhiều khách hàng cũng nhắn tin gọi điện cho mình hỏi bạn ơi, cái tiến độ cái thi công cái dự án tái định cư Thống Nhất Tân Mai đến đâu, nhờ bạn cập nhật và cũng nhờ mình tìm kiếm một số sản phẩm ở quanh đây. Thì hôm nay tiện mình xin cập nhật vài thông tin về cái tiến độ thi công của cái dự án để cho mọi người tiện theo dõi và cập nhật nhé. Đây là cái dự án họ đang triển khai và thi công này. Đây có những cái cột bê tông đó. Và cái đường này là cái con đường N8 này này đó, đường N8 đi thẳng đây là mình kết nối ra cái trục đường Phạm Văn Thuận, và đây có một cái đường song song với cái bờ kè, chúng ta có thể đi xe máy thẳng ở đây ra cái cầu hướng ra cầu Mương Sao, ngay chỗ đường Phạm Văn Thuận này. Đó. Và phía trước mặt các kiện thì đó là Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai. Thì mình sẽ đi qua bên này thực tế để cho mọi người xem nhé. Thì tiến độ thi công ở đây họ cũng đang triển khai. Đây vì này, đây. Thì đây là cái trục đường chính kết nối ra đường Phạm Văn Thuận này, họ đang làm tới khúc này, còn một số các hộ dân chưa có được giải tỏa này. Đây, và kia là cái Vincom là ra, đó là cái Aero, một cái nhà hàng Aerora. Thằng kia là ngay khu ngã tư Lạc Cường, hay tòa nhà Vincom. Đấy, một cái đường. Thế thì một số cũng họ cũng đang có những xe cuốc, xe lu đang triển khai đây. Và cái tuyến đường đây thì là sẽ kết nối ra khu vực đường ven sông sông Cái. Trên tổng thể quy hoạch thì mình thấy khá là đẹp nhé mình nhé. Thì cái khu này đây thì theo mình tìm hiểu thì khu tái định cư Thống Nhất Tân Mai được khởi công vào cuối năm 2021. Diện tích tổng của khu này đây là 8,5 hectare, có được đầu tư đồng bộ đường giao thông, cây xanh, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. Dự án này sẽ hoàn thành về sẽ đáp ứng được nhu cầu nhà ở khoảng 1,9 ngàn người, tương đương với 468 lô đất tái định cư. Và đây là cái tuyến đường N8. Tuyến đường này thì có lộ giới là 40 m, dài hơn 240 m nhé. Dự án tái định cư Thống Nhất Tân Mai thì tổng mức đầu tư là khoảng 825 tỷ đồng, trong đó phí xây lắp là 110 tỷ đồng và chi phí giải phóng mặt bằng là 678 tỷ đồng, mình thấy không? Cực kỳ lớn nhé. Dự án này tái định cư Thống Nhất Tân Mai thực hiện giải phóng mặt bằng là 317 hộ dân, và có 5 tổ chức, trong đó có 225 hộ dân phải giải tỏa trắng. Tính đến thời điểm tháng 9 năm 2022 thì thành phố Biên Hòa đã có phương án phê duyệt bồi thường cho 141 hộ và 3 tổ chức tương ứng với số tiền là 445 tỷ, trong đó có 73 hộ dân đã nhận được đền bù và số tiền là 235 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay thì các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án chỉ có 51% hộ dân đồng thuận nhận tiền đền bù. Chính vì vậy là việc đền bù và giải phóng mặt bằng hiện nay thì gặp rất là nhiều trở ngại. Thì đây tiện tới cập nhật cho mọi người xem thực tế luôn, và mình sẽ có một số phần đàn iCam và một số cái thân tích để cho mọi người tiện theo dõi và cập nhật hơn về cái khu tái định cư này nhé. Đây mình đi ra phía này. Đây là cái chỗ hướng ra cái đường Phạm Văn Thuận đi này. Cống một số đường
máy móc này, họ cũng đang làm đây. Đó, chi cái phần này thì đã giải phóng mặt bằng này, máy cuốc máy cẩu họ cũng đang làm ở đây. Tuyến đường này đây thì là cái trục đường chính để mình làm cái khu tái định cư ở nơi đây. Đây, cái phần mặt bằng đây thì họ cũng đã giải tỏa này. Đó. Mình thấy ông nhìn rất là đẹp rồi nhé. Mình sẽ đi ra phía đây để có thể thấy được cái chỗ đường Phạm Văn Thuận này cũng đang làm ở phía này nhé. Có một xíu thôi là mình có thể thông được ra cái con đường này. Đây là cái chỗ quay tôn này, quay tôn ngay đầu đường Phạm Văn Thuận này. Đây, bên này, đó. Đó, cái đường này đây thì mình có thể đi xe máy được vô luôn này. Đó, phía trước quý vị đó là cái đường Phạm Văn Thuận. Đó, tuyến đường mà huyết mạch của Biên Hòa. Đó, thì phía này thì họ cũng đang làm dang dở phía này. Đi xe máy từ cái đoạn đường họ đang thi công và triển khai đây, một đi và hướng ra khu vực trong đây là có nghĩa trang giáo xứ Thanh Mai, để xem một số cái tiện ích và một số thông tin ở trong đây như nào để mọi người có thể xem được rõ hơn. Và ngoài một số thông tin đây thì mình có một số khả năng cam thực tế để mọi người xem nhé. Đây mình để đây thì nay thì xe máy vẫn đi được nhé. Chính này thì họ làm tới đây vì này đó, số xe lu xe cẩu bước vào cũng chỉ làm một khúc đoạn này thôi. Thì đường này thì nó sẽ tới được ngày và tới ngay chỗ cái trang giáo sư Tân Mai luôn. Thì cả cái chỗ này thì sẽ phải di dời cái trang này đi này. Đây là cái nghĩa trang giáo sư Tân Mai này. Đó. Giáo sư này rất đẹp quý vị nhé. Để di dời chỗ này đây thì cũng cả một hành trình vì khu này là khu đảo rất là nhiều. Và kết nối ra cái khu đường chính này đây. Hướng ra chỗ gọi cá Tân Mai này, đường rẽ phải đây là mình hướng ra vua gọi cá Tân Mai, và đây thằng đây nằm ra đường Thọ Thận. Đây mình sẽ có một số hình ảnh live cam thực tế để cho mọi người được nắm rõ hơn về cái dự án xây dựng tái định cư thống nhất Tân Mai. Thì cái tổng dự án này đầu tư đến 825 tỷ, trong đó chi phí xây lắp 110 tỷ và chi phí bằng tới 679 tỷ. Con số rất là khủng. Trên hình ảnh cam mình thấy này, đó. Bên đây là có nghĩa địa giáo xứ Tân Mai, một cái nghĩa trang rất là lớn để chi phí mà đền bù giải tỏa cái nghĩa trang này thật sự rất là lớn. Mình đang đi bay ngược ra phía con đường phố đi 6. Ở bên ngay mặt tiền 16 này có một quỹ đất cực kỳ lớn luôn, ngay chỗ cà phê Quy Treo vậy, một cái quỹ đất rất là lớn. Khu đó thì cũng rất là lâu vậy, một dự án treo rất là lâu. Ngoài đó thì có một quán cà phê Quy Treo mà rất là nhiều người ở Biên Hòa biết về quán này, quy hoạch treo
rất là lâu rồi. Đó. Đây là mình đang bay ra cái con đường Võ Đình Sáu này. Đó. Phía trước mặt quý vị đó là cái con đường Võ Đình Sáu rồi nhé. Đó, đi thẳng ra đây là mình ra hướng khu vực ngã tư Lạc Cường, một con con. Trên hình ảnh cam mình thấy rất là rõ. Đó. Một số ở trong đây thì họ cũng đang làm ở trong cái khu này nhé. Đó. Và đây trên đây cam mọi người thấy này, nó trước mặt đó là cái sông Đồng Nai. Đó thì cái con đường N8 này nó kết nối ra cái con đường bên sông cái đó. Khu đây thì mình thấy dân cư ở đây cũng khá là đông, về mật độ dân cư rất là nhiều. Thì cái con đường N8 này khi mà thông đầu tiên thì phải thông ra được cái con đường Phạm Văn Thuận trước, còn chi để thông ra đường Móng Cái, con đường bên sông Móng Cái là phải giải phóng mặt bằng về cái khu vực nghĩa trang và hướng ngoài khu này còn dân cũng rất là nhiều, vì đó mọi người thì thấy này đó. Trên đây có họ cũng đang xây dựng này, đó trước mặt đây vị đó là cái số công trình họ đang làm, và đây là thực tế từ cái đoạn điểm ngay phía này họ làm tới đây vị này, và cái phía bên đây là một cái chỗ mà trồng rau muống rất là nhiều ở vùng Tân Mai. Đó, người dân Tân Mai ở đây thì ai cũng biết về cái khu này. Máy móc họ làm cũng tầm vài cái máy múc, máy lu, máy đào cũng đang triển khai ở đây rất là rộ. Ở trên thực tế hình này cam thì quý vị sẽ được thấy rõ hơn về cái thực tế đó, khi con đường N8 này đã giải đá rồi này đó. Cực kỳ đẹp đúng không? Đó. Đây hướng ở đây là hướng ra cái con đường Phạm Văn Thuận này. Đó, Phạm Văn Thuận thì họ cũng đang làm này. Đó, cũng còn một số cái chỗ này căn nhà chưa có giải tỏa được này. Đó. Con đường Phạm Văn Thuận là cái con đường huyết mạch kết nối ra khu vực Bình Dương, Sài Gòn. Đó, thẳng đây phía này đây là mình hướng về ra khu vực ngã tư Vincom. Tức là cường mà có thể nhìn đây, mình đi ngược lại này đó, một cái dự án mà trọng điểm của Biên Hòa, tổng diện tích của nó thực sự rất là lớn, tới 8,5 hecta, thực sự rất là lớn vì quỹ ở đây mình thấy còn khá là nhiều vị. Và đi thẳng đây là mình hướng ra cái đường Võ Đình Sáu vậy này đó. Cái phần quỹ đất của cái mặt tiền là trong cái khu này mình thấy còn rất nhiều vụ theo. Phía đối diện thì có một cái dự án của rất là lớn là ngay chỗ nhà đồng quê. Wetland gì đó. Giờ mình thẳng hướng ở đây là đây là con đường Võ Đình Sáu này, con đường hiện nay là đang khu này đang trung tâm của thành phố Biên Hòa. Đi thẳng đây là mình hướng ra khu vực ngã tư Lạc Cường. Trong đây là một cái vòng xoay kết nối ra đường Dương Tử Giang này, ra đường 4, đường 5, là trung tâm của thành phố Biên Hòa, trung tâm thương mại cực kỳ lớn đó là Vincom Plaza, một cái tập đoàn họ đầu tư
ra bà bản đó, đi thẳng phía này đây là mình hướng ra cái ngã tư tàu. Trên thẻ đại ca mình thấy này đó, cái khu tên cư đó nó nằm ở ngay khúc cũng có thể nhìn thấy trên đại ca mình. Mình chỉ có những cái hình ảnh đại ca thực tế này quý vị mới thấy rõ hơn và quan sát được kỹ hơn cái con khu tái định cư này, các tiện ích này và cái đường xá hạ tầng ở đây nó sẽ được thực tế hơn khi quan sát trên live cam. Vì mong rằng thời gian tới thì họ sẽ thi công sớm để cái được thông cái tuyến đường ra được Hoàng Thuận. Đây là một phần của cái dự án ban đầu vừa nói này, nó ngay chỗ cà phê Cư Treo, mặt tiền của đường 46 vị đi thẳng ngoài kia là cái đường về sông. Đây có một cái dự án là đường ven sông cái cũng rất là lớn vì mà mình đi ngược lại này để thấy thực tế hơn được cái con đường đang làm của thuộc dự án tái cư đây. Và đây là cận cảnh họ đang làm cái gì này đó. Và giờ này thì cũng là thời điểm gần cuối năm rồi vì thì cũng họ cũng đang gấp rút mong muốn là sẽ hoàn thành sớm theo cái kế hoạch, nhưng mà thật sự còn liên quan rất là nhiều đến yếu tố đền bù giải tỏa, nên là thật sự cũng có một số hộ dân họ cũng đã được đền bù giải tỏa đấy mình. Thì mình sẽ sớm cập nhật nhiều cái thông tin chi tiết hơn về cái tiến độ thi công về cái khu tên khu Tân Nhất Tân Mai để mọi người có thể tiện theo dõi trên cái kênh của mình. Rồi mình xin chào tất cả mọi người nhé.